橱窗，玻璃反映我多漂亮。你笑如香，混合傲慢与感伤。曾披荆斩棘追理想，曾偷偷哭泣那晚上。谁是我？谁是我？谁人又会欣赏？如我愿你留下印象，动静与色相，世界原是无双。说说笑笑掩盖沮丧，我信你我也一样。你与我频率接壤，现实与虚妄，彼此融合狂想。即使一天公布真相，世界判决我怎样，仍活得漂亮。Cô là học trò của giáo sư Ly sao? Giáo sư Ly tài giỏi lắm. Có lẽ cô cũng rất tài giỏi. Trên lệch nhau xa, tôi làm sao so với bậc thầy được chứ? Cô khiêm tốn thôi. Tài thôi miên của thầy tôi là đứng hàng nhất nhì trên thế giới. Tuy thầy đã bị tai nạn qua đời, nhưng mà thầy thích mạo hiểm như vậy, chết cũng không luyến tiếc. Chẳng qua là tôi không thể tiếp tục học hỏi thầy mà thôi. Ê, nhưng mà gần đây bên Anh Quốc có gửi một số băng hình ghi chép lại một số liệu trình thôi miên từ trước tới giờ của giáo sư Ly cho tôi. Những bệnh án chân thật này có giá trị học thuật cao lắm. Giáo sư Ly gửi những thứ quan trọng như vậy cho tôi nhất định không thể phụ lòng của thầy. Tôi phải kế thừa ý nguyện của thầy. Không lẽ anh đang nghĩ những chuyện dơ bẩn hả? DVD này của cô đâu phải là AV gì. Tôi sợ anh định dùng thôi miên để giết chết Đắng Ngắt Ngắt và Rai Martini mà thôi. Có thể giết sao? Thật ra quy lực của thôi miên thực sự rất là lớn. Nè, trong tình trạng bị thôi miên, dùng một ám chỉ mạnh mẽ thì đã có thể làm cho nhân cách thay thế ngủ yên mãi mãi rồi. Ngồi đi. Xét theo một kỹ thuật tuy là có thể làm được, nhưng cũng giống như một số nghi lễ trừ ma, thực ra cũng có nguyên lý tương tự. Nhưng xét theo đạo đức thì không cổ suý cái trí nhớ giả tạo vào, giống như đang dùng thôi miên để thao túng và điều khiển. Nếu có một người vì muốn chữa lành căn bệnh không ngại cho cô thao túng thì sao? Làm như vậy trị ngọn không trị gốc đâu. Ngoài mặt nhân cách đã biến mất, nhưng mà vết thương vẫn còn lưu lại ở đó. Vậy thì con người chỉ càng bị ức chế, không có chỗ trút bỏ, còn nảy sinh nhiều tác dụng phụ có hại nữa. Ví dụ thường xuyên bị ác mộng. Có phải do mỗi một nhân cách đều có tác dụng khác nhau của nó không? Chính xác lắm. Mỗi nhân cách nảy sinh đều có nguyên do của nó. Nó là hỗ trợ cho chịu đựng chấn thương trí nhớ và quản lý tâm trạng, cũng giống như Rai Martini đại diện cho sự tức giận, Đắng Ngắt Ngắt đại diện cho đau khổ. Anh phải thừa nhận những tâm trạng và chấn thương này đều là một phần trong con người của anh. Chỉ có như vậy mới là trị tận gốc. Toàn bộ công sức, tâm huyết mấy đêm, giờ là tiêu tan hết. Nè, làm gì vậy? Nè, ai đó? Lợi Đông Linh, có phải anh để quên não rồi không? Giỏi rồi, ăn giấy rồi, xử lý cho tôi. Dù tích sự, tên cũng không nhớ, giấy cũng không rút được. Có cần phải nói nhiều tới vậy không? Viên Chấn Hiệp từng bị Chứng Quan Tưởng truy hại. Viên Chấn Hiệp đâu chứ? Cô nói Lê Minh sao? Trả lại coi. Anh giới bộ không biết tìm cách gạt tôi hả? Rõ ràng kết quả bệnh án này đã ghi rõ. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2013, Viên Chấn Hiệp đã tới bệnh viện ở Los Angeles của Mỹ, được bác sĩ khoa tâm thần giáo sư Scott Anderson chẩn anh ta bị mắc chứng quan tưởng bị truy hại, đồng thời tiếp nhận điều trị cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2018 mới hồi phục và tiếp tục tái khám. Vậy mà cô cũng đọc được hả? Có gì khó chứ? Không lẽ cô cũng giống như tôi, có năng khiếu hay sao? Tôi giống như anh không, tôi không biết, nhưng mà năng khiếu của tôi là thật. Nè, anh đừng đánh trống lảng nữa, tại sao Viên Chấn Hiệp từng bị chứng quan tưởng bị truy hại? Đừng có hỏi nhiều quá coi. Anh không nói với tôi chứ gì? Tôi sẽ đi nói với đại ca Giang. Nè. Anh Giang tôi cũng vô ích, về nhà tôi cũng gặp đại ca Giang thôi. Tức là như vậy, trước khi sư phụ chuẩn bị ra tòa phát hiện ra Viên Chấn Hiệp thì ra cô uống loại thuốc của khoa thần kinh. Tôi kiểm tra được tiền sử bệnh án của anh ta ở bên Mỹ, là người hồi phục sau chứng quan tưởng bị truy hại. Tức là vậy, đại ca Giai lần đầu ra trận, luật sư Phương không muốn nói sóc ảnh nhưng mà lại sợ ảnh thua, cho nên chuẩn bị hai hướng, kêu anh chuẩn bị sẵn cáo trạng. Đến lúc đó đại ca Giai không ổn thì anh thay thế dùng chứng quan tưởng bị truy hại để cãi, đúng không? Tức là vậy, tôi đã hứa với sư phụ là không nói lung tung. Cô nhớ đừng có nói cho đại ca nhóc cai của cô biết,
cũng đừng nói cho sư phụ biết cô biết chuyện này đó. Đương nhiên tôi không nói ra, luật sư Phương chỉ muốn tốt cho đại ca Giai thôi. Chỗ này chính là ghi chép chiều cao của mọi người lúc còn nhỏ. Luôn cả luật sư Phương cũng ở trong này. Nhân Nhân à, con qua coi thử đi. Qua coi đi. Thì ra bấy lâu tôi và cô cũng xem nhau, cũng cao như nhau. Cảm ơn. Không có gì, đại ca. Nè, sao đánh em? Xin lỗi nha, gương mặt đuôi đi. Đi chứ. Gà chiên tới đây. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Em gái, mau nín đi. Thương nhất là em đó cho em nè. Đùi gà để lại cho khách ăn mà. Không sao, con ít ăn thịt lắm. Ê, không ai coi anh là khách đâu. Anh ngốc. Tất cả các con đó mất mặt khách quá trời à. Đâu có, con cảm thấy nhộn nhịp cũng hay lắm. Bác trai bác gái, con biết con hơi đường đột. Anh làm gì vậy? Nhưng có thể giao con gái của hai bác cho con được không? Hả? Làm gì vậy? Con làm hoàng mũi có thai sao? Con nói đi, con là sân nhà sân khách hay là hại nó sân trung lập? Hả? Giảm hại em tôi sao? Tại sao không có bảo vệ chứ? Em có bao lâu rồi? Bình tĩnh. Nè, đừng động thai khí. Trời, vậy mà mọi người cũng tin, có phải thiếu suy nghĩ không? Mọi người có thể ngồi xuống để con từ từ giải thích cho mọi người nghe được không? Để mặt đi. Khả năng biểu đạt tệ quá đi. Tôi phát hiện cổ thật ra có năng khiếu cao đó. Phải. Tôi không muốn lãng phí thiên phú của cổ, cho nên tôi muốn bồi dưỡng cổ thành tài. Ký vào đi. Cái gì vậy? Mẫu đơn của chuyên viên pháp lý. Đương nhiên, với tư chất của cô tuyệt đối không phải là chuyên viên. Nhưng mà cô tốt nghiệp trung học, khó tránh phải đi những con đường oan uổng. Là vậy, tôi không định tiếp tục đi học nữa. Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì. Có khi nào giống như trong phim Suit vậy không? Quen nhầm bạn xấu cho nên bị tống cổ khỏi trường, hay là giống như trong phim Good Will Hunting vậy, gia cảnh không tốt suốt ngày bị ba xâm hại tình dục. Xin lỗi, tôi rút lại. Nhưng mà từ nay về sau, tôi muốn nói tôi sẽ hướng cuộc sống của cô ngay lại đúng hướng. Yên tâm, tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ cho cô. You will never walk alone. Ê, nè, cậu không được xúc phạm câu cách ngôn của Liverpool nha. Điều con muốn nói là gia đình của mọi người xuất hiện một vấn đề phân bổ sai tài nguyên nghiêm trọng vô cùng. Một người trình độ chỉ có thể làm trợ lý thôi, lại chạy đi làm luật sư. Bây giờ anh ganh tị sao hả? Phải. Còn một người thừa sức làm luật sư, không ngờ lại chạy đi làm trợ lý. Căm tức hả? Chị sao? Cái gì đó chứ? Tôi nói anh biết, tôi muốn làm luật sư, đâu có khó. Lần trước đại ca Giai thi bằng luật, chứng chỉ hành nghề, tất cả đều do tôi ôm giùm ảnh thôi đó. Đúng vậy. Thật sao? Phải. Cho nên sư phụ, nếu chúng ta bồi dưỡng người này cho đàng hoàng, tin chắc sau này thành công của cổ sẽ vượt trội em đó. Vậy thì dễ thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, không giống mọi người. Tôi cảm thấy mọi người không phát huy sở trường của cổ đàng hoàng. Hả? Tức là sao? Là sao hả? Nói cho anh biết, chẳng qua gia đình tôi muốn tạo sự tự do cho tôi thôi. Tôi có thể thích làm gì thì làm, anh được không? Vậy cô muốn làm gì? Xin Zoro. Zoro cái gì? Nếu cây này là đau thật, anh đã là một người chết. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Thì đã sư tối nay bị đệ tử cũ của con giành hết tiếng thơm rồi. Con không ngờ thì ra Lợi Đông Linh là học sinh năng khiếu. Bộ có muốn đi học lại không? Con có quen với một hiệu trưởng, con có thể giới thiệu cho cổ. Ê, không cần đâu. Lúc hoàng mũi của chú học tiểu học đã được giáo viên phát hiện là có năng khiếu rồi. Lúc đó nó thích môn toán lắm. Giáo viên thấy nó giỏi như vậy, lập tức cho nó học nhảy lớp. Học lớp năng khiếu thi toán Olympic. Ê, chú và hoàng hậu thật sự vui mừng lắm. Nhưng thì ra hoàng mũi không vui chút nào. Tại sao vậy? Con nghĩ coi, mất hết bạn bè đồng trang lứa, giáo viên thì đặc biệt chiếu cố, các anh các chị trong lớp thì tẩy chay nó, di chuyển thi cử học hành ngày đêm. Từ thích môn toán cũng biến thành ghét môn toán luôn. Chẳng những nó không muốn tính toán, còn không muốn đi học nữa kìa. Ê, cuối cùng chú và hoàng hậu cũng nghĩ thông suốt, nếu là đứa trẻ năng khiếu, chi bằng là đứa trẻ hồn nhiên còn tốt hơn, phải không? Từ đó mọi người không ép nó nữa, mặc cho nó tự chọn. Thật ra má con và chú thân như vậy, sao có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? Ê, làm sao giống chứ, chú là gia đình bình thường, cuộc sống giản dị là được rồi. Con là gia tộc luật sư mà, má con hy vọng vào con cũng bình thường thôi. Nhưng làm cha mẹ không phải nên giống như chú vậy, ưu tiên cảm xúc của các con sao? Con người của má con đúng là thích ra oai, nhưng mà trong lòng của cổ thương con lắm.
Nè, 9 tháng 10 ngày con tưởng dễ lắm sao? Vì con mập ra mấy ký đó. Ivy, lần trước thẩm phán Lý tổ chức tiệc chia tay ở khách sạn, con ra tòa nên không tới. Lát nữa tới tòa trung thẩm rồi, nhưng thời gian giải lao giữa tòa vẫn chưa bắt đầu. Con tìm cơ hội nói tiếng xin lỗi với thẩm phán Lý đi. Con biết rồi nội. Những người ở đó nhiều khi sẽ là người giới thiệu con thăng bậc làm luật sư uy tín. Lát nữa nội sẽ giới thiệu cho con quen. Con nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho người ta. Có biết không? Chà, nhân nhân giỏi như vậy, sắp tới làm đại luật sư uy tín, y gì có thể yên tâm rồi. Nó làm được mới tính đi. Cha nào thì con nấy thôi. Từ nhỏ Ivy học hành và kiên tụng đều giỏi như vậy, không làm mất mặt thằng chính. Tôi tin tưởng ở nó. Từ nhỏ tới lớn mới chớp mắt, Ivy đã 30 mấy tuổi rồi. Má còn nhớ, lúc đó con còn quyết định phá thai nữa. Má à, chuyện qua rồi thì đừng có nhắc nữa. Dám làm thì phải dám nhận. Cũng may là má kịp thời ngăn cản con thôi. Không sinh thì cũng đã sinh rồi. Con tự hỏi lại mình, suốt 30 mấy năm qua con cũng làm tốt công việc làm má. Ivy chính là phiếu thành tích của con, không mất mặt, không hổ thẹn. Con không thẹn với lương tâm trời đất. Con có chuyện đi trước. Cẩn thận nha má. Ivy đã bị con chọc tức bỏ đi. Hy vọng ông Lý không trách nó. Làm công sao? Nếu là má, má đã đuổi con lâu rồi. Bác Tài à, tôi muốn hỏi lúc nãy có khách nào để quên đồng hồ trên xe của ông hay không? Phải. Có phải là cái này không? Bác Tài đúng là tốt bụng. Tôi muốn hỏi người làm rớt đồng hồ đi đâu rồi, thì ông chở tôi đi. Cũng được. Ê, nè. Dây dây, sao anh biết tôi ở đây vậy? Mau nhảy với tôi đi. Nhảy, không phải tôi tới chơi đâu. Mắc mới gì tới anh? Tôi thích cua trai thì cua trai, tôi thích nhảy thì nhảy thôi. Anh đó, đừng coi tôi là phiếu thành tích. Người nào người nấy ra vẻ quan tâm, mỗi ối á. Cô đang nói ai vậy? Xéo đi, mắc mới gì tới anh? Tới Daniel. Thân mật chút nữa đi. Làm ơn. Dạ dạ. Tiếp kêu. Mô Di Tô Ba Công. Rượu Mô Di Tô. Trời ơi, sao anh biết nhược điểm của tôi vậy? Thì ra nguyên hình của cô chính là Mona Colada trong Siêu Nhân Trái Cây. Cô còn rất thích người bạn chính nghĩa trong Mô Di Tô nữa. Cô rất sợ ảnh dùng chiêu Mojito ba công để tấn công cô, có đúng vậy không hả? Mojito đáng ghét, làm như giỏi lắm vậy, chính nghĩa lắm, nhảm nhí. May mắn được tôi coi trọng ảnh. Phải phải, bị từ chối vậy được chưa? Nè, cô không được làm hại cơ thể của sư phụ đâu nha. Muốn đánh đánh tôi nè. Anh tự nói đó nha. Trời, sao không đau vậy? Không lẽ Mojito ba công chưa tan sao? Không lý nào. Rõ ràng lúc nãy đánh nhà mầm mà. Oh. Thì ra bề ngoài cô phóng khoáng, trong lòng thì là cô bé dễ thương. Ngồi xuống. Ngồi thì ngồi, làm gì vậy? Tôi hỏi cô, có phải má sư phụ có gì với chú không? Còn nữa, ba lợi và chú địch có phải chỉ đơn giản chỉ là sai vặt không? Không nói. Mojito kêu cô nói đó, nói mau. Đã nói không thể nói được rồi. Hỏi. Cô ghét gì như vậy, chẳng phải có nhiều chuyện muốn khai sao? Tôi tồn tại vì giữ kín bí mật này thôi, vậy được chưa? Từ trước tới giờ, tôi đã chịu đựng nhiều chuyện cho bà ta. Bà khốn đó, nếu không nhờ tôi,
đi chết đi. Cô chỉ đơn giản là người bảo vệ thôi sao? Người bảo vệ gì chứ? Không biết. Không có gì nói. Không có gì nói thì đi đi. Bây giờ anh kêu tôi tới thì tới, đi thì đi. Anh tưởng anh là đại ca sao? Tôi mới đúng ha. Tôi thích đứng đây đó. Anh tức sao? Tức sao? Tức sao? Tức sao? Bây giờ là mong gì tôi kêu cô đi? Sao không đi mau đi? Đi đi. Đi đi. Đi đi. 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 Cô ngủ sai mới dám nói với cô thôi. Thật ra cả ba tính cách đều thuộc về Phương Dĩ Nhân. Ba cái cộng lại mới là hoàn hảo như cô. Anh thật sự cảm thấy em là Nhân Nhân sao? Sầu Phách Phách. Đã lâu không gặp. Phải, đã lâu không gặp. Nghe ra đấy. Qua ngồi đi. Thật ra tôi nghĩ ra một chuyện. Lúc mà sư phụ giận thì ba gia xuất hiện. Còn sư phụ cảm thấy buồn thì tới lượt cô xuất hiện. Nhưng bấy lâu không gặp cô, tức là chứng tỏ sư phụ bớt được buồn phiền rồi. Nhưng mà ba gia vừa xuất hiện, bây giờ tới lượt cô, tức là chứng tỏ sư phụ vừa giận vừa đau lòng. Hay là đảo ngược lại đi, để tôi làm cho cô vui. Vậy thì sư phụ sẽ vui ngay, phải không? Thật ra cô muốn tôi làm gì cũng được. Nè, chỉ cần cô vui thì sư phụ sẽ vui ngay. Em sao cũng được. Hay là vậy đi. Nè, tôi chỉ cô chơi game trực tuyến nghe. Nè, cô thử chơi game này đi. Nè, sau khi cô học cách chơi game này, nếu cô bị giam trong phòng, cô cũng có thể chơi để khỏi buồn chán, phải không? Chơi thử đi, vui lắm đó. À, ngay thời điểm này tôi phải bùng nổ. Bùng nổ. Bùng nổ. Các anh có biết anh đang làm cái gì không vậy? Tôi cầu xin anh, tôi lại anh đừng có hại tôi nữa, có được không vậy? Anh đã hại tôi suốt một tuần liền rồi. Tôi không ngủ được suốt mấy đêm rồi, không xài được một cảnh nào hết. Anh làm lại cái cảnh lúc anh thử vai có được không? Hả? Tôi hỏi anh có được không vậy? Ờ, được. Được sao không làm đi? Charles, Charles, Charles. Theo, có cần đổi người không? Chuẩn bị ra mắt rồi, bây giờ đổi người không kịp đâu. Cách của anh Dom đúng là hơi thiếu, nhưng Charles tự chọn mà. Con người của Charles rất là cứng đầu. Anh đòi sử dụng, chắc chắn phải dùng. Hay là vậy đi, anh gọi cho Charles coi ảnh sao rồi, được không? Ờ, được, được. Thôi đi, anh thở dài, thở tới lá cũng rụng hết rồi. Hay là anh nói tôi biết tôi có thể giúp được gì cho anh hay không? Có đó. Anh kiếm cái gì đâm mông tôi đi. Cái gì? Anh không sao chứ? Không phải đâu, cái mẫu quảng cáo này họ cần sự buồn bực, cảm giác đứng ngồi không yên. Lần trước tôi bệnh trĩ nên mới làm được. Bây giờ tôi khỏe lại rồi, anh kêu tôi làm sao làm đi. Nè nè nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Nè, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Muốn nè, gì chứ? Phải rồi, hả? Anh đâm tôi đi. Nè. Tôi làm sao đâm được? Anh bị điên rồi sao? Để tôi tự làm. Nè, có phải anh bị điên không? Anh muốn mông bị đau thôi phải không? Nè, ngồi xuống đất gập bụng lại chắc cũng được đó. Gập bụng hả? À, được. Tiêu à, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy Helen? Công ty gọi tới, nó có một nhóm phóng viên tới đây theo dõi. Sao lại như vậy? Họ nói là Philip đã kêu họ tới đây. Chắc anh biết chỗ chúng ta đang rối tung lên, cho nên muốn anh gánh hậu quả. Nè, nghiêm túc một chút được không? Đừng lười nữa. Tôi không lười, tôi sợ anh ngại thôi. Mau đi.
Thưa anh Lợi Đông Giai, cho hỏi anh mê đàn ông từ hồi nào vậy? Một năm trước. Nè, bông đau chưa? Không hiệu quả đâu. Có thể bình thường tôi tập gym làm cho mông vừa căng vừa chắc, ngồi ở nền xi măng cũng không có cảm giác. Tính sao bây giờ? Có cách. Chà, tuyệt vời. Nè, lát nữa còn phải ghi hình nữa, làm dơ bây giờ. Nè, lau giùm cho anh. À, cảm ơn, cảm ơn. Không cố ý hả? Xin lỗi. Tiếp tục cười, nhìn tôi đi. Ở vị trí 10 giờ của tôi có bóng viên. Hả? 10 giờ? Nè, đừng nhìn, đừng nhìn. Họ đang chụp lén chúng ta đó. Bắt đầu chụp từ hồi nào vậy? Tôi không biết, nhưng mà cảnh hôn lúc nãy chắc đã chụp được rồi. Vậy tính sao bây giờ? Phối hợp với tôi. Chụp được không? Được không? Chào mọi người. Sao mọi người trốn ở đây vậy? Nè, qua nói chuyện đi. Chúng tôi kêu mọi người tới, không phải chụp chúng tôi quay phim sao? Hả? Lúc nãy mọi người chỉ đóng phim thôi sao? Phải, mà quảng cáo lần này tôi cũng có phần tham gia. Vậy sao? Và tới cũng thấy hơi xấu hổ. Đây là chúng tôi quảng cáo TV Box của chúng tôi thôi. Ý tưởng của chúng tôi là làm lại những cảnh kinh điển của phim nước ngoài đó. Hèn chỉ thấy quen quá. Thì sao lúc nãy đang làm lại cảnh gặp bụng kinh điển nhất của phim Hàn? Nói chuyện nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu. Người này là nhân vật chính trong quảng cáo của chúng tôi. Anh tên là Dominic. Biết rồi. Anh là người mới được sang đến nâng đỡ chứ. Gọi tôi Dom là được rồi. Còn người này là... Người này là bạn của Dominic. Lúc nãy tôi đang họp, không kịp tới đây. Anh tới phụ tập diễn đó. Phải, lúc nãy chúng tôi đang tập nụ hôn sủi bọt trong phim Hàn. Nếu nói như vậy, sau đó Theo và anh Dom sẽ có... nụ hôn sủi bọt. Lúc đó sẽ biết, tạm thời giữ bí mật. Có tin tức rồi. Bên tôi cũng có nè. Tôi cũng có. Trai đẹp thành công đích thân ra mặt, nhại theo kinh điển hay hơn nguyên gốc. CEO Wai Phong đẹp phong độ điển trai, hài vui gặp phải hội nhà giàu. Mẫu quảng cáo này chuẩn 10 điểm vui. CEO đẹp trai nhất thích quậy phá, lại cùng sạp bắt tay phá phách, bảo đảm cười tới không buồn ngủ. Tất cả cũng tại tôi thôi. Chọn tên Dom này, diễn cũng dở, gây ra bãi chiến trường lớn tới vậy. Tôi có phần chọn ảnh, tôi có trách nhiệm mà. Dù sao tôi cũng đã nói sẽ làm một phiên bản hài, từ từ làm, đừng có căng thẳng quá, thả lỏng một chút. Phải đó, từ từ làm nha. Vẫn còn thời gian, huấn luyện lại kỹ thuật cho anh Dom mà, có phải gì không? Lúc nãy khi tôi đưa sạc ra ngoài, mặt của ảnh còn có vẻ buồn lắm. Vì muốn giúp chúng ta, làm cho bị áp lực như vậy đúng là khó xử quá. Nhưng thật ra mẫu quảng cáo đầu tiên của chúng ta, nếu không có bản hiệu sống này, có khi nào quá yếu không? Vậy thì chưa chắc. Coi phần bình luận đi. CEO và Mỹ Nam Don. Chết được, cười quá đi. Cặp này có phải mạnh mẽ tấn công CB không? Dạ, họ nhìn nhau mùi mẫn như vậy, yêu nhau quá đi. Nè, câu hi hi này là ám chỉ những phụ nữ ảo tưởng đàn ông là đồng tính, nhưng thực chất họ không phải như vậy. Thực ra thì ở Nhật có một dạng truyện tranh được gọi là Boys Love, đã rất được phụ nữ ưa chuộng rồi. Dùng cái này làm chiến lược quảng cáo chắc là được. Anh định dùng bản thân anh và anh Dom xây dựng thành một cặp hi hi sao? Đúng vậy. Tôi muốn lập một nhóm hi hi trên Facebook trong ngày hôm nay, đẩy mạnh nó. Nghe rồi đó. CEO này, bỏ mặt hai cây quen cho chúng ta ở đây hơn một tiếng rồi vẫn chưa quay lại, tức là sao chứ? Ê, xuống dưới uống cà phê cái đã. Nè nè, Theo kêu chúng ta ở lại đây, không được đi đâu mà, ngồi đi. Tức là sao? Dừng qua trên cao, chơi trò giam cầm sao? Hả? Chưa gì tôi đã bị khủng hoảng bia, y như đại minh tinh vậy. Luôn cả bản giải trí cũng điều tra lý lịch của tôi. Anh coi, số hình lúc trước làm người mẫu họ cũng moi ra luôn. Trước đó là hình quần lót mà. Anh đọc bình luận trước đi, họ nói tôi gợi cảm lắm. Vậy được rồi, bình luận của phóng viên trực diện như vậy, dân mạng cũng không bài xích anh. Yeah. Bởi mới nói thập niên 90 với các anh
Bây giờ xem chút nói tôi và anh là đồng tính rồi. Cũng may CEO đó lái được thôi. Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải lái. Chúng ta đâu phải đồng tính. Tại anh muốn gạt Theo thôi. Bây giờ làm cho chuyện rối tung rồi. Nói thật nghe, anh muốn lợi dụng tôi tới bao giờ đi? Đúng là tôi rất muốn giúp cho anh, nhưng mà bây giờ liên quan tới sự nghiệp của tôi, có phải không nên tiếp tục gạt Theo không? Không được. Tóm lại anh không được nói cho Theo biết chuyện này. Tại sao lại không được chứ? Hai người thật lòng yêu nhau. Tôi rút, hai người có thể danh chính ngôn thuận sống với nhau. Theo, Theo hay lắm. Tôi có chuyện muốn nói với anh nè. Tôi không muốn đứng giữa anh và anh dai nữa. Bây giờ anh gạt anh, tôi và anh không có quan hệ gì hết. Không phải, anh chỉ là làm lẫy thôi. Không có chuyện đó đâu. Không phải đâu, chúng tôi không có gì hết. Vui vẻ bên nhau lắm. Đủ lắm rồi, tôi không phải gay, ok. Tôi thích phụ nữ, tôi đám cưới rồi. Tôi còn đang sống với vợ của tôi nữa. Anh là ai? Tôi là chồng của chủ nhà. Evie là vợ của anh? Phải rồi. Có lẽ Theo sẽ đi tìm sư phụ hỏi cho rõ. Có lẽ Theo vẫn chưa tìm được sư phụ. Vậy mình có nên tự báo án không ta? Nè. Quá, quá, lượm được cây giết xịn, đem đi bán bù lại bữa nay mới được. Không được đâu, trả lại đây. Của khách để quên đó. Khách gì chứ, mắt nhắm mắt mở không biết đâu. Thì người quản lý người dân nổi bật để lại thôi. Bà xác định ông sẽ quay lại. Người dân nổi bật khi cô đang bị đồn là bán dâm sao? Có đúng là cổ đang bán dâm không? Nè, để bà nói tin tức độc quyền này cho tụi con biết. Cô Kiko đó thật sự xuất hiện trong bữa cơm của đại gia đó. Thì ra cổ tính mắt lắm. Đừng xe, con muốn xuống xe. Nè. Nè, đi đâu vậy? Lại Đông Kiện. Nè, lại Đông Kiện. Nè, em đi đâu vậy? Nè, nè, xem tùy tiện xé đồ của người ta vậy hả? Em thấy tờ rơi này dán lung tung quá, thiếu đạo đức quá, em giúp họ xé hết. Cũng đâu cần khóc lóc vậy chứ. Không người nào, các bạn dùng bác bộ không được hả? Em vừa mới nghe ba Lợi nói người dân nổi bật nên mới trợ chứng thôi. Ngày 15 tháng 5 năm ngoái, em sắp thi cử cũng cương quyết đòi qua Đài Bắc thăm bạn. Đúng lúc người dân nổi bật tổ chức biểu diễn ở Đài Bắc. Còn nữa, ngày 7 tháng 8 năm ngoái, đột nhiên em đòi bay qua Tokyo, dùng hết số tiền kiếm được trong suốt kỳ hè. Đúng lúc người dân nổi bật đang tổ chức cuộc họp fan ở Tokyo. Lại Đông Kiện, em chính là fan bí ẩn của người dân nổi bật. Chị à, sao hả? Tất cả cũng tại ba hết. Tại sao lại nói cho con biết sự thật chứ? Tại sao ba phá hoại hình ảnh của tiểu long nữ trong lòng của con chứ? Nè, cho dù ba Lợi không nói, ngoài đường toàn là tạp chí. Mọi người mù hả? Có thể vậy chắc chắn là khác nhau. Ngày nào ba Lợi không nói, em vẫn còn tin khi cô trong sạch. Sự thật là vậy, cũng phải đối mặt thôi. Có những chuyện em chẳng ta chọn cách không đối mặt. Đối mặt chỉ là bản thân khổ hơn mà thôi. Vậy cũng phải. Năm xưa Owen rời khỏi Liverpool, bà biết có thể anh ta không quay lại nữa. Nhưng mà khi anh ta gia nhập MU, bà biết có thể và chắc chắn có khác biệt rất lớn. Sư phụ và CEO có thể không quay lại được và chắc chắn không thể quay lại được là có khác biệt. Nè, thôi, đừng có không có chuyện, không đi ăn đâu. Vậy đi ngang. Nè, đại ca dai, anh đừng có diện cớ nha. Không đi cũng bỏ 200. Nè, sao lấy điện thoại của tôi? Trời, anh bạn, anh mở điện thoại lớn tiếng như vậy có nhạc nền phát trực tiếp mà. Anh bị điên rồi sao? Anh tưởng đang ở nhà sao ảnh hưởng người khác tập thể dục đó. Xin lỗi nha, bạn của tôi bị chấn thương cảm. Phải ồn quá. Không phải đồng ý với hai người. Nè, anh làm gì vậy? Tự nhiên nổi điên chỗ công cộng đó. Tới ngày thôi. Cảm ơn nhiều. Có coi giải trí hôm nay không? CEO đẹp trai dễ thương quá đi đó. Tuy nhiên là có rồi, tôi còn tham gia vào nhóm hi hi của họ nữa. Cô lạnh quá đi. Tự nhiên sao lại phát nhạc tình ca cho tôi nghe vậy? Thấy cô khô khan nên mở bản tình ca cho cô nhuận trượng chút đó. Alo, tới rồi sao? Vậy cứ đưa họ vô phòng họp giùm tôi. Bây giờ tôi tới ngay. Cách gì mà ghê gớm vậy? Tới đó anh sẽ biết. Xin lỗi nha luật sư Phương, hẹn cô gấp như vậy, mong rằng không gây rắc rối cho cô.
Không có đâu. Chỉ cần có thời gian, không ai lại từ chối cơ hội làm ăn. Không biết lần này anh có thắc mắc luật pháp gì? Tôi cũng biết công ty của chúng tôi đã ký với anh Đâm làm người đại diện. Bản này là bản sao của hợp đồng. Helen, làm phiền cô. Dựa theo điều khoản hợp đồng, anh Đâm có trách nhiệm phối hợp với chiến lược quảng cáo của chúng tôi, tránh làm một số chuyện làm tổn hại đến lợi ích công ty. Ý của cô có nghĩa là... Nói một cách đơn giản, tuy cô và anh Đâm đã đám cưới, nhưng vì vấn đề lợi ích của công ty, hy vọng hôn nhân của hai người có thể giữ kín bí mật. Anh Đom cũng định tự mình nói với cô, nhưng mà dạo này ảnh làm quảng cáo rất tốt, có rất nhiều phóng viên theo dõi, không tiện cho lắm. Yên tâm, chúng tôi có chỗ cho anh ấy ở tạm. Xin lỗi nha, bắt vợ chồng hai người tạm thời ở riêng, trong thời gian ngắn có thể không được gặp mặt. Là vợ của anh Đom, có lẽ cô không phản đối gì, đúng không? Không thành vấn đề. Cảm ơn sự phối hợp và thông cảm của luật sư Phương. Đúng ra tôi định gọi điện nói với cô, nhưng đám cưới là chuyện rất là quan trọng, đích thân nói sẽ hay hơn. Tôi biết luật sư Phương bận lắm. Nếu cô muốn gặp anh Đom, cô có thể nói với Scott hay là Helen, họ sẽ cố gắng thu xếp. Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi nha, phiền cô nãy giờ. Chúng tôi đi trước. Xin lỗi. Cho dù chúng ta đã chia tay, chúng ta vẫn còn là bạn. Đám cưới là một chuyện rất vui. Đúng ra em phải nói sớm với anh để anh chúc mừng em. Không sao, bây giờ cũng chưa muộn. Chúc mừng em. Hy vọng em và anh Đom mãi mãi vui vẻ. Đừng coi nữa sư phụ. Sư phụ nói gì đi. Cô không vui, cô giận thì kêu bà già ra. Còn không vui nữa thì kêu sọc phách phách ra. Yên tâm đi, tôi giải quyết được hai người đó mà. Anh nghĩ anh gọi hai đứa đó ra thì anh không cần đối mặt với tôi sao? Ý tôi không phải như vậy đâu. Lỗi cũng tại tôi, không thể cản anh Đơm khai mọi chuyện. Sai thì phải nhận, đánh thì phải đứng yên. Bây giờ tôi đứng ở đây, cô muốn đánh muốn chửi cứ tự nhiên. Tôi đánh thì đánh, anh tưởng tôi không dám sao? Lúc ký thỏa thuận bảo mật, anh có biết đã hứa gì với tôi không? Không được dùng bất cứ phương thức gì tiết lộ bệnh án cho bên thứ ba. Dốc hết sức lực của anh giữ kín bí mật của tôi. Còn nữa, càng không được để lộ bất cứ sơ hở gì làm người ta nghi ngờ. Bây giờ thì sao? Anh không giúp tôi và Thiêu tái hợp. Sao là thứ hai vậy? Bởi vì tôi là đầu tiên. Tiếp tục cắn đi, tôi chịu được mà. Cắn đi. Sao anh không rửa sạch chữ này đi? Đâu nỡ rửa sạch nó. Anh không nói cho tôi biết, làm gì sợ tôi sẽ buồn vì Thi Ô sao? Xin lỗi. Không cần xin lỗi. Tôi biết giấy không thể gói được lửa. Cảm ơn anh Khai. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy có đệ tử nhà ở bên tôi. Rất nhiều thời gian có vẻ như dễ dàng vượt qua vậy. Tôi chịu đựng được. Nhất định chịu đựng được. Đồ của anh đều ở đây hết rồi. Làm phiền anh nha. Không có gì.
Tôi cũng từng giúp Theo lên đây lấy đồ mà. Không ngờ lần này giúp người đàn ông khác thôi. Tôi giúp anh. Scott đi rồi, anh có thể ra ngoài. Thật ra anh đom dọn đi, anh cũng có thể không cần ở đây nữa. Này anh làm gì vậy? Anh lại dùng máy của tôi lên trang web đen sao? Tôi thấy cô ngủ không yên giấc nên coi họ ra làm gì thôi. Vậy có phát hiện gì không? Người bạn này thì đặt câu hỏi, tại sao bấy lâu em không chịu ra gặp anh? Tối nào cô cũng cổ vũ tôi đi gặp người mẹ thất lạc. Ngày mai má tới một thư viện, nhưng một mình tôi không dám đi. Cô đi với tôi được không? Được, tôi đi với bạn. Nè, anh điên sao? Ai cho phép anh để Sầu Phách Phách dùng cơ thể của tôi đi gặp người ta chứ? Không phải Sầu Phách Phách đi, mà là cô đi mà. Tại sao? Sầu Phách Phách không chịu ra gặp thầy thắng thua. Thứ nhất, cô không phải tự do xuất hiện. Thứ hai, con nhỏ lại sợ người lạ, đồng thời tính thương hại tràn trề, tối nào cũng trò chuyện với thầy thắng thua. Nè, nếu cô đi gặp má của người này không còn tâm sự gì, cô sẽ được ngủ ngon thôi. Tôi thì không dư hơi, chạy đi giả làm Sầu Phách Phách gì, không bao giờ đâu. Cô làm ơn cố lên giùm đi, hòa nhập vào thế giới của người ta, cảm nhận người ta nghĩ cái gì. Nè, ngựa chết xuống đi bộ, dù sao cô cũng thua đến xác dán rồi, không thể thua hơn nữa. Dù CEO đó gạt quan bên trước đi, thời điểm này chữa lành căn bệnh của cô mới là quan trọng nhất. Cậu là thầy thắng thua? Tôi là Sầu Phách Phách. Ngồi đi. Có phải lần trước chúng ta đã gặp rồi không? Không phải, lần đầu tiên tôi gặp cô thôi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Nhưng hôm nay là ngày thường mà, cậu không cần đi học sao? Tôi giả bệnh ra ngoài thôi, ba tôi không biết. Đúng ra hôm nay tôi cũng phải đi làm, nhưng lại quên xin nghỉ phép, lại không đem điện thoại. Hay là cậu cho tôi mượn điện thoại của cậu đi. Cảm ơn nhiều. Con của ông bà đang ở thư viện Dân Tiêu Vịnh Nhỏ, mau tới đón nó về đi. Cảm ơn nhiều. Không có gì. À phải, sao cậu biết hôm nay má cậu sẽ tới? Tôi lên mạng tìm được, hôm nay má sẽ tới làm em, tới làm MC khách mời. Nhưng không phải cậu và má cậu đã thất lạc nhiều năm rồi sao? Cậu làm sao nhận ra chứ? Thật ra là vậy, tôi tới cắt băng thông trọng. Cậu bé à, chỗ chúng tôi không có dịch vụ đó, cậu về kêu người nhà gọi điện thoại để cắt đi. Nè, gọi vào đây sẽ có nhân viên nghe máy. Cô à, cô đừng tìm cách đuổi khéo tôi nữa. Tuy tuổi tôi nhỏ hơn cô, nhưng kiến thức pháp luật của tôi nhất định cao. Cô không cho tôi cắt mạng, tôi không chỉ tới hội người tiêu dùng kiện cô, tôi còn báo cáo với báo chí tới phân xử công bằng. Nhân viên bảo vậy, làm ơn tới tiếp tân. Không được cái đó đây. Thả tôi ra, tôi không phải trẻ đi là tôi tới cắt mạng thôi mà. Cậu không sao chứ? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu bé này tới để cắt mạng. Vậy thì cứ để cậu ta cắt đi. Vậy biết cô liệu. Cậu bé à, đừng trách, đừng trách. Ok. Lúc tôi và má tôi thất lạc, tôi chỉ mới 2 tuổi thôi. Tuy mặt của má hoàn toàn không giống như trong ấn tượng, nhưng mà lần trước giọng má hát câu đừng trách cổ, mùi thơm trên người má với nốt ruồi trên cổ của má, trực giác của tôi cảm thấy đó là má. Vậy tại sao hai người lại thất lạc chứ? Tôi không biết nữa, ba tôi không thích tôi nhắc tên má. Đó, người để tóc dài đó chính là má tôi. Chào mọi người. Ngay lúc này, xin mời cô Thương Ảnh Hồng. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô. Thường thì MC hỏi khách mời trước mà. Cô có con chưa? Tôi... thật đáng tiếc, vẫn chưa có diễm phúc đó. Bởi vì chưa đám cưới nên chưa có con. Liệt Kỳ, Liệt Kỳ. Ba,
Nó là con của Âu Dương Nhất Ba. Ba Liki, Phương Diễn Nhân, cô đừng tưởng là Phương Khải Trang tôi không nhận ra cô. Tại sao bắt cóc con tôi chứ? Cô muốn hại thì hại tôi, không được động tới con tôi. Ông đừng nói lung tung, tôi không có. Nè ông à, đừng bị rối ở đây. Buông tôi ra. Liki, đứng lại. Cô sẽ bảo Lưu Quyền truy cứu cô. Liki. Phát Phát đi đâu rồi? Sao không phản hồi? Sao bấy lâu nay cô không chịu ra gặp tôi nữa? Phương Dĩ Nhân lấy bí danh Sầu Phát Phát để tiếp cận con mình. Tối nào cô cũng khích lệ tôi gặp người má thất lạc của tôi. Ngày mai má sẽ tới thư viện, nhưng một mình tôi không dám đi. Cô đi với tôi được không? Má bị thất lạc. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Buông tôi ra. Má. Ê, sư phụ, vậy rồi sao? Sao hả? Hôm nay giả làm Sầu Phát Phát xong, cô cảm thấy có chút thương cổ không hả? Hả? Hôm nay giả làm Sầu Phát Phát, ngày mai thì giả làm Ba Gia. Quần áo cũng chuẩn bị xong rồi. Thử cái này đi. Nè, ngày mai thì mặc cái này. Quan trọng nhất là bên trong không mặc áo ngực, chỉ dán miếng dán thôi mà. Tôi dán cái đầu anh đó. Tất cả cũng tại anh kêu tôi giả làm Sầu Phách Phách gì đó. Anh có biết thầy thắng thua là ai không? Lạ vậy? Con của Âu Dương Nhất Ba. Không phải chứ. Chết rồi. Không biết có bị ổng phát hiện tôi bị đa nhân cách không nữa. Cô chỉ có thay áo thôi, không phát hiện được đâu. Giao lưu nhân cách gì đó, thực tế không có chút ý nghĩa gì hết. Không thể chữa khỏi đã đành, xém chút còn bị ba mập phát hiện. Anh mặc tiêu quỷ hết cho tôi đi, tôi không. Tôi đừng vậy mà. Thật ra cả ba người đều cùng một người thôi. Chỉ cần ba người trao đổi với nhau một chút, nhất định có thể ba người làm một mà. Không, xin lỗi, họ là họ, tôi là tôi. Ok, tôi không cần ba người làm một gì đó đâu. Nè, những gì lúc nãy tôi nói không phải là bịa ra đâu, là bác sĩ Biên nói. Tôi biết tôi không phải là người có chuyên môn, cho nên tôi trình bày không tốt cho lắm. Không tin cô có thể hỏi bác sĩ Biên. Tôi đã nói rồi, tôi và cổ đấu từ nhỏ tới lớn, bấy lâu cổ luôn thấy tôi chướng mắt. Tôi không cảm thấy cổ sẽ thật lòng giúp tôi, với lại tôi không cảm thấy cổ giỏi đến nỗi đáng để tôi mạo hiểm đi gặp cổ một lần. Đáng lắm, bởi vì cổ là đệ tử của người đàn ông định sẵn trong đời cô. Cổ là đệ tử của giáo sư Ly. Phải, cổ còn có di vật của giáo sư Ly, băng ghi hình ghi lại toàn bộ ca điều trị thôi miên của cổ cũng có. Có người thừa kế hữu danh kỳ thực đó. Cô không phải là người thân của anh Cai, tại sao lại ngồi đây chứ? Tôi biết ảnh vì căn bệnh này. Hơn nữa căn bệnh này liên quan tới chuyện ảnh có thể làm đại luật sư hay không. Tôi là sư phụ đương nhiên phải tìm hiểu bệnh tình của ảnh rồi, đúng vậy không? Phải, sư phụ tốt lắm, cố tình trích thời gian theo tôi tới đây gặp cô. Thật không ngờ cô cũng thay đổi. Tôi cứ tưởng đâu cô biết anh Cai bị bệnh sẽ giống như là năm xưa biết tôi đứng hạng ba vậy đó, dắt chanh bỏ giỏ. Không phải hôm nay tôi tới đây để nói chuyện với cô, hy vọng cô có thể tập trung một chút chữa trị cho đệ tử của tôi. Yên tâm đi, ngoại trừ cô ra, trước giờ tôi luôn nhìn gì không nhìn người. Bắt đầu. Anh Cai à, gần đây anh có cảm thấy bị áp lực không? Vậy anh có cảm thấy gần đây bản thân thường xuyên bị lãng trí hay không? Gần đây hai nhân cách khác của anh có thường xuyên xuất hiện không? Nè, không cần tiếc rẻ đâu. Những thứ của tâm lý học cô qua mãi cũng không biết đâu. Có bị ác mộng không? Tôi đã đặt quyển sách cho anh, định đưa cho anh đem về đọc hết. Vậy thì anh sẽ càng biết rõ về căn bệnh rối loạn đa nhân cách của mình. Cảm ơn cô bác sĩ Biên. Lần sau gặp lại nha. Nhưng mà lần sau anh đừng đưa người này tới nữa. Tại sao vậy? Nhìn nét mặt lúc nãy của cổ, tôi cảm thấy cổ quan tâm văn phòng của tôi còn hơn quan tâm đệ tử của cổ. Tôi có quan tâm đệ tử của tôi hay không cũng không cần làm cho cô coi. Lần sau gặp lại, bye bye. Bye bye bác sĩ Biên, cảm ơn.